đòi lại bản đồ 1654. Quang Hải xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, các hướng giao tranh đều đang có lợi cho phía Nga và nó hứa hẹn trong năm tới rằng sẽ đem đến các bước tiến mới trên toàn mặt trận. Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phân tích các diễn biến trên chiến trường cũng như dự đoán về số phận của các vùng lãnh thổ thuộc Ukraine. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Nga giành được 99% Marinka và lấn át đối phương. Tại vùng Kherson, bất chấp Tổng thống Zelensky không ngừng điều động thêm quân để làm bia đỡ đạn, nhịp độ giao tranh ở gần làng Krinky thuộc tả ngạn sông Dnipro bắt đầu có dấu hiệu trùng xuống. Kênh RV Voenko vào sáng nay cho biết tại làng Krinky phía Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể do hỏa lực pháo binh và các cuộc không kích liên tiếp của Nga. Các đợt tiếp viện bằng thuyền qua sông đã bị Nga phá hủy hàng ngày. Mặc dù Ukraine đã tích cực yểm trợ bằng pháo binh và UAV phóng đi từ vùng hữu ngạn của con sông để gây ra khó khăn cho phía Nga. Tuy nhiên, việc Nga tiêu diệt các điểm phóng UAV của Ukraine sẽ đẩy lực lượng đồn trú ở làng Krenki lâm vào tình huống nguy hiểm vì thiếu đạn dược và nước uống. Vào ngày 13 tháng 12, Ukraine đã phải rút lui khỏi phần phía đông của ngôi làng trước các cuộc tấn công truy đuổi của đối phương. Mặc dù vẫn còn quá sớm để nói về sự thất bại hoàn toàn của Ukraine tại đây, nhưng mà rõ ràng Kiev không có đủ sức để mở rộng đầu cầu. Phía Nga ước tính số lượng quân đồn trú của Ukraine tại khu vực này đã giảm xuống một nửa so với lúc cao điểm nhất. Ở mặt trận Kupians, Nga cũng đang tấn công dồn dập dọc theo chiến tuyến ở Bắc Mút, đặc biệt là trên hai cánh ở phía Bắc và phía Nam. Lực lượng Ukraine đã phải bỏ chạy khỏi các vị trí quanh Bắc Mút để rút về phía bên kia sông ở phía đông của Chasovya. Còn ở phía Bắc, Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Bodanovka, công phá Grigoryevka và phía tây bắc đến Orekovo, basilica Ở phía nam, Nga cũng đã mở rộng các đầu cầu trong các trận chiến giành điểm cao gần Klipchivka. Hiện tại, Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công vào Chasovya, vốn là cứ điểm kiên cố của Ukraine nằm trên đường dẫn đến khu vực chiến lược Slavyansk, grasmatos Drukovka, Konstantinovka. Dự báo, cuộc chiến ở đây sẽ diễn ra khốc liệt vào năm tới. Tuy nhiên, những sự kiện chính trong tuần này vẫn là việc Nga giành được thành phố Marinka, vốn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong suốt 9 năm qua. Việc phía Nga gần như đã kiểm soát được hoàn toàn thành phố này đã từng được chúng tôi nhắc đến vào lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 12. Khi đó, họ đã tiến tới vùng ngoại ô phía tây nam thành phố và đánh dấu thành tích của mình bằng hình ảnh một lá cờ Nga trên một tòa nhà bị phá hủy. Tại thời điểm đó, thì Nga cho biết rằng Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng 5-7% lãnh thổ Marinka. Tuy nhiên, Kiev vẫn tiếp tục chấn giữ những khu vực phía tây bắc dọc theo phố Ivan Franko và các binh sĩ Nga phải mất thêm 2 tuần nữa mới có thể đánh bật đối phương ra khỏi khu vực này. Đến ngày 12 tháng 12, lá cờ Nga một lần nữa đã được kéo lên trên ngôi nhà ở tuyến phố Kastanova. Tính đến sáng nay, ngày 16 tháng 12, kênh Rai ba xác nhận phía Ukraine chỉ còn giữ lại được 1% Marinka tại con phố Ivan Franko. Trên thực tế thì Marinka về cơ bản đã thất thủ và chỉ còn một số tàn dư vẫn còn cố bám trụ trong các ngôi nhà mà không chịu đầu hàng. Thời điểm này, các đơn vị của Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 150 Nga đã bắt đầu tiến về làng Pobeda, nằm ở phía nam của Marinka. Điều này có nghĩa là số phận của nhóm binh lính Ukraine vẫn còn ẩn nấp trong thành phố có nguy cơ bị tiêu diệt. Một cảnh quay ngày hôm nay cho thấy số phận của nhóm binh sĩ này dưới làn đạn của Nga. Thành công của Nga ở Marinka khiến cho giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu người nga sẽ làm gì tiếp theo họ sẽ tiến về kurakovo hay quay về phía nam để đánh vào hậu phương vuleda của ukraine có quan điểm cho rằng nhiều khả năng nga muốn tiến công về phía kurakovo nhưng vì không có đủ quân lực do quá trình chiến đấu khốc liệt tại marinka vì vậy có thể họ sẽ rút về hướng adipka thăm dò hàng phòng ngự của đối phương và củng cố lại đội hình hoặc là điều động thêm lực lượng mới đến khu vực này để chuẩn bị cho các đợt tấn công tiếp theo cũng không thể loại trừ khả năng việc Nga mở rộng tấn công về phía Tây hoặc quay về hướng Nam hướng tới Vuleda, mà thậm chí là bao vây phần phía Bắc Vuleda nhằm cắt đứt hậu phương và thọc sườn đối phương dọc theo trục Krasnogorovka, Netailovo. Tại Adipka, Ukraine vẫn đang chống cự tại hai bên sườn. Trong tình thế, Nga sắp đóng vòng vây tại Adipka bằng một đòn xuyên qua Svevene và Toneke. Các kênh quân sự của Ukraine cũng xác nhận trận chiến tàn khốc nhất đang diễn ra ở Stepnoe, phía bắc của thành phố này. Sau khi giành được khu công nghiệp Yasinovataya 2, Nga đã thiết lập quyền kiểm soát tại khu nghỉ dưỡng Vinohadiniki và thọc sâu tới đường Kolosova ở trung tâm Adipka. Giờ đây, các trận chiến không còn chỉ diễn ra ở ngoại ô khu vực mà thực sự đã xuất hiện tại khu vực kiên cố lớn nhất ở trung tâm Adipka. Có thể nói rằng các trận chiến đô thị luôn là khó khăn, chậm chạp và đẫm máu nhất. Đối với Adipka, Thành phố này chủ yếu là các ngôi nhà một tầng xen kẽ với các khu trung cư cao tầng và liền kề với các khu công nghiệp nhỏ. Do đặc điểm này, những khu vực khó tấn công nhất đều nằm ở rìa trung tâm thành phố. Tuy nhiên, Nga đã thành công và hiện đang tiến vào phần trung tâm nhất của Adipka. Nhiệm vụ chính của quân Nga trong khu vực là đột phá đến nhà ga xe lửa ở tiểu khu Kimik nhằm chia cắt lực lượng Ukraine ở Adipka, phá vỡ hệ thống phòng thủ liên hoàn và đơn giản hóa đáng kể cuộc tấn công vào toàn bộ khu vực trung tâm. Mục tiêu đó là cô lập trung tâm Adipka cũng như cắt các đường tiếp tế vào khu vực tiền cố này. Hiện tại đã xuất hiện khá nhiều thông tin về tổn thất nặng nề của lữ đoàn 47 Ukraine đang giao tranh tại Adipka. Điều này đã được xác nhận bởi các nhân chứng tại chiến trường và cả truyền thông dòng chính của Mỹ. Kiev nhận tin dữ, lữ đoàn 47 bị bao vây, thiếu đạn dược. Cách đây ít ngày, Tổng thống Zelensky tuyên bố chỉ riêng lực lượng mặt đất của Ukraina đã có 600.000 binh sĩ. Nhưng theo phó lãnh đạo đảng đầy tớ của nhân dân Mariana Bezusleya, thì chỉ có 300.000 binh sĩ đang chiến đấu trực tiếp trên tiền tuyến. Và nếu như con số này là chính xác, thì phía Nga đang có lợi thế về quân số tại mặt trận này. Tổng thống Putin mới đây cho biết hiện Nga có 617.000 binh sĩ ở Ukraina. Rõ ràng thực tế này đang khiến cho bộ chỉ huy Ukraina phải lo lắng. Bằng chứng rõ nét nhất đó là việc Kiev đang siết chặt huy động bằng các vụ đột kích ngay tại trung tâm mua sắm, thậm chí là tại các nhà hàng sang trọng của giới thượng lưu Kiev cũng không còn là ngoại lệ. Điều này cho thấy đây là thời điểm vượt ngưỡng chịu đựng của quân đội Ukraine. Tuyên bố mới nhất của binh sĩ Sergei Gennadislov đã xác nhận sự thật là lữ đoàn 47 dẫn đầu cuộc tấn công của Ukraine ở mặt trận Zaporizhia hiện đang bị tổn thất nặng nề. Hôm 14 tháng 12, Sergei Gennadislov cho biết Toàn bộ lữ đoàn này hoàn toàn bất động. Những sĩ quan lão luyện cách đây một năm rưỡi đã không còn ở đó nữa. Hoặc là họ hoàn toàn mất động lực, hoặc họ rất mệt mỏi với cuộc chiến, hoặc họ đã chết. Trước đó một ngày, tạp chí Military Watch Magazine đã xác nhận điều này như sau. Lữ đoàn cơ giới số 47 tinh nhuệ của Ukraine đóng quân tại thành phố Adipka đã bị bao vây và buộc phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược càng ngày càng gia tăng. Các báo cáo của anh chỉ ra rằng lữ đoàn này có ý định tấn công một nhóm quân Nga trước khi hợp nhất với nhóm xung kích ở sườn phía bắc Adipka, nhưng mà đã không thực hiện được điều đó do thiếu đạn dược. Những nỗ lực của lữ đoàn này nhằm ngăn chặn bước tiến của Nga ở Adipka đã được tờ The Times mô tả là tuyệt vọng và làm dấy lên quan điểm về sự sụp đổ không thể tránh khỏi của Ukraine tại vị trí chiến lược này, đồng thời có khả năng Nga sẽ giành được một chiến thắng trong dịp nghỉ lễ năm mới. Chúng tôi cũng xin nhấn mạnh, lữ đoàn 47 được coi là một trong những lữ đoàn tinh nhuệ nhất trong lực lượng Ukraine. Họ nhận được nhiều Leopard 2A6, xe chiến đấu Bradley và pháo tự hành M109 để vượt qua được phòng tuyến Surovikin. Vì vậy, đây cũng là đơn vị chiến đấu được NATO kỳ vọng nhất, nhưng mà họ lại chịu tổn thất nặng nề nhất và điều này khiến cho phương Tây lo ngại về khả năng sống sót của họ. Tạp chí Military Watch Magazine đã viết thêm như sau. Một quân nhân thuộc lữ đoàn 47 là trung sĩ Danilo nhận xét về tình hình trong tuần qua là một tình huống tồi tệ, bởi vì tình trạng thiếu đạn pháo đã buộc binh lính phải đưa ra những quyết định sinh tử. Vào mùa hè, chúng tôi có số đạn nhiều hơn 10 lần và chất lượng tốt hơn. Đạn của Mỹ giúp điều chỉnh hỏa lực dễ dàng hơn với rất ít sai sót. Nhưng mà hiện tại chúng tôi nhận đạn dược từ khắp mọi nơi trên thế giới với chất lượng khác nhau và chúng tôi chỉ nhận được 15 băng đạn sử dụng trong 3 ngày. Tuần trước, chúng tôi nhận được một mẻ rác rưởi. Theo trung sĩ này thì đạn do châu Âu sản xuất thường bị lỗi về chất lượng và đôi khi gần như vô dụng. Trong đó, chất lượng đạn tồi tệ nhất thuộc về Ý. Nhìn chung, chất lượng đạn dược của châu Âu kém, trái ngược với các loại đạn từ thời Liên Xô hoặc do Hoa Kỳ sản xuất. Ngoài ra, trung sĩ Danilo còn cho biết, thay vì khai hỏa về phía binh sĩ Nga khi họ lọt vào tầm bắn, thì Ukraine lại phải đợi đến khi chắc chắn rằng người Nga đang tiến tới vị trí phòng thủ của mình và chỉ giao chiến khi đó là các nhóm lớn tấn công. Trung sĩ Danilo giải thích chi tiết như sau. Lẽ ra là chúng tôi nên kiểm soát khu vực của mình từ cách xa khoảng 4 km để có thể tiêu diệt vài trăm lính Nga trước khi họ tiếp cận được bộ binh của chúng tôi. Nhưng không có đạn pháo thì chúng tôi không thể. Khi chỉ có hai hoặc ba lính Nga thì tôi sẽ không bắn nữa. Chỉ khi nào có tình huống nguy cấp, chẳng hạn như là 10 binh sĩ Nga tiến gần đến chúng tôi thì tôi mới phải hành động. Và như thế thì đã quá muộn. Tờ này nhận định việc thiếu đạn dược đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng chiến đấu ngay cả là với các đơn vị tinh nhuệ như là lữ đoàn 47. Ngược lại, phía Nga càng ngày càng được trang bị tốt với kho tên lửa đạn đạo có dấu hiệu tăng lên đáng kể trong 18 tháng qua. Điều đó đã giúp họ tăng cường nhắm mục tiêu vào các vị trí của Ukraine. Cuối cùng thì tờ Washington Post vào hôm 13 tháng 12 đã chốt lại sự thật này bằng tít bài như sau. Ở Ukraine, rủi ro không phải là bế tắc, đó là sự thất bại. Tờ này có đoạn, nếu như không có những khoản tiền mặt, vũ khí và đạn dược, thì Ukraine không thể chiếm lại được nhiều lãnh thổ, cũng như khó có thể tồn tại. Mối nguy hiểm không chỉ đơn giản là ở sự bế tắc. Điều quan trọng là các lực lượng Ukraine do thiếu trang bị có thể buộc phải rút lui, rút ngắn tuyến phòng thủ và từ bỏ lãnh thổ của mình. Trong bối cảnh tuyệt vọng đó, Washington Post đã vẽ ra một viễn cảnh u ám rằng một thỏa hiệp nhượng lại lãnh thổ sẽ liên quan đến việc giải thể Ukraine với tư cách là một quốc gia độc lập. Kịch bản nghiệt ngã đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào uy tín và sự tín nhiệm của phương Tây. Đồng thời, câu thần chú cam kết ủng hộ Ukraine miễn là còn cần thiết đã trở nên sáo rỗng. Quả đúng là như vậy. Những cam kết của Tổng thống Biden đã trở nên sáo rỗng khi hôm 12 tháng 12, ông đã thay đổi thông điệp trong tuyên bố của mình. Trong bối cảnh quốc hội Mỹ bế tắc khiến cho đợt viện trợ mới cho Ukraine gặp rủi ro, thì Tổng thống Biden vẫn nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine. Nhưng thay vì lặp lại câu thần chú quen thuộc là hỗ trợ cho tới khi còn cần thiết. Thì nay, ông ấy lại nói rằng miễn là trong khả năng của chúng tôi có thể. Điều đó cho thấy rằng phương Tây đang trùn bước trước chính cuộc chiến ủy nhiệm của họ. Tờ Washington Post đã đúc kết tình huống ê chề này như sau. Điều cần thiết là hãy nghĩ xem thất bại của Ukraine có ý nghĩa gì, bởi vì nó sẽ là một thảm họa chiến lược đối với Hoa Kỳ và các đồng minh NATO, cũng như là một hoàn cảnh khủng bố đối với Ukraine. Hai trận đại hồng thủy đều khắc nghiệt như nhau, diễn ra vào những thời điểm khác nhau. Vâng, đúng như Tổng thống Putin mới đây nhận định, phương Tây đã tự bắn vào chân mình. Sẽ không có sự khủng bố mà Nga dành cho Ukraine như là tờ Washington Post nhận định, mà chỉ có sự mất mát của nhóm người cùng sắc tộc với Nga. Khi mà các ngành công nghiệp và đất đai của họ được cắt xẻo cho các ông chủ phương Tây hoặc trả lại cho người Nga. Phần còn lại sẽ chỉ là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn hơn và thuần nông nghiệp. Cùng với đó là họ không có con đường ra biển. Và điều này đã được nhìn thấy rõ ràng ngay từ đầu đối với bất kỳ ai hiểu được sức mạnh của các bên tham gia. Sau 18 tháng xung đột, Tổng thống Biden đã từng tuyên bố Ukraine vẫn độc lập và vẫn là một quốc gia tự do, rằng Hoa Kỳ đã xây dựng một liên minh gồm hơn 50 quốc gia để đảm bảo rằng Ukraine tự vệ cả trong hiện tại và tương lai. Nhưng mà tính đến thời điểm này, sau 22 tháng giao chiến với Nga, Ukraine cùng với 50 đồng minh hùng mạnh của họ đã thua một cách đau đớn. Ukraine sẽ không thể trở lại như xưa được nữa khi mà người Nga muốn đòi lại những gì của mình giải thể ukraine với bất kỳ những ai còn tin vào câu chuyện tuyên truyền quen thuộc của phương tây rằng nga đang tấn công vô cớ ukraine hay là xâm chiếm lãnh thổ ukraine thì một lần nữa tổng thống putin nhắc lại như sau và mong muốn không thể kiềm chế này tức là đưa ukraine vào nato là muốn tiến về biên giới của chúng ta tất cả những điều này đã dẫn đến thảm kịch họ buộc chúng tôi phải thực hiện những hành động này ngay cả lãnh đạo đảng người tớ của nhân dân arakamia trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình ukraine gần đây cũng thừa nhận như sau người nga thực sự hy vọng đến giây phút cuối cùng rằng chúng tôi sẽ ký một thỏa thuận giữ thái độ trung lập đó là điều mong muốn và quan đó là điều quan trọng nhất đối với họ trên thực tế đây là điểm mấu chốt của họ mặc dù đối với bất kỳ một quốc gia nào thì việc tấn công một quốc gia có chủ quyền là vi phạm hiến trường liên hợp quốc tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu vì sao mà nga lại chọn điều này đó là bởi vì họ chỉ có hai lựa chọn hoặc tấn công bây giờ hoặc là ngồi im nhìn NATO tiến sát tới biên giới của mình, đặt bệ phóng tên lửa tại Ukraine và sẵn sàng lao về phía Moscow chỉ trong khoảng 7 đến 10 phút. Lúc đó thì nguy cơ thương vong sẽ lớn hơn và tỷ lệ bại trận của Nga trước một cuộc chiến tổng lực với NATO là hoàn toàn có thể xảy ra. Nói một cách dễ hiểu, việc chính quyền cánh tả của ông Obama xúi dục cuộc đảo chính tại Kiev để lật đổ Tổng thống thân Nga Yanukovych, rồi từ đó kiểm soát chính phủ Ukraine đã biến nước này thành một căn cứ để bóp nghẹt Nga về mặt kinh tế và quân sự. Trong hai thế kỷ qua, người Nga đã phải chống chọi trước hai cuộc xâm lược lớn. Với những thương vong khủng khiếp và đương nhiên họ sẽ không muốn lặp lại trải nghiệm đó. Nhìn vào bản đồ này thì chúng ta sẽ hiểu điều cuối cùng có lợi nhất cho Nga sẽ là thành lập một quốc gia độc lập mới có tên là Novorossiya trên vùng đất phía đông Dnipro và phía nam dọc theo bờ biển, nơi có phần lớn dân số là người Nga. Điều này sẽ loại bỏ khả năng tiếp cận biển đen của Ukraine và tạo ra được một cầu nối trên bộ hướng tới giải đất Chanitria của Moldova. Phần màu vàng của bản đồ có ghi dòng chữ Ukraine năm 1654, tức là vùng đất thuộc về chính thống giáo đông phương của người Cossacks zaposian Thời đó, dưới sự đe dọa từ khối thịnh vượng chung công giáo Litva Ba Lan, tức là khu vực biểu thị màu xanh lá cây, họ đã ký thỏa thuận Beres -Aslav vào năm 1654 với Nga và thề trung thành với Sa Hoàng. Do đó, khu vực này đã trở thành một phần tự trị của Nga. Sau Thế chiến thứ hai, do Liên Xô gộp một phần các vùng đất của Ba Lan, Hungary và Romania cho Ukraine, cho nên đất nước này mới rộng lớn như bây giờ. Như vậy, nếu như xung đột kết thúc bằng việc Ukraine phải đổi đất lấy hòa bình với Nga, thì nhiều khả năng Ba Lan, Hungary và Romania cũng sẽ có yêu sách đối với những khu vực ở phía tây Ukraine họ cũng muốn lấy lại những vùng đất của họ và có lẽ đây là thời điểm tốt nhất để làm điều này mặc dù nato sẽ không ủng hộ phần còn lại của ukraine sẽ chỉ là một vùng đất bị giới hạn chủ yếu là nhà nước nông nghiệp không có vũ khí và quá nghèo để có thể trở thành một mối đe dọa đối với nga về mặt chính trị khu vực còn lại sẽ được điều hành bởi một nhóm chính trị gia tại kiev có tư tưởng tân phát xít và về lâu dài sẽ trở thành một vấn đề gây đau đầu cho eu và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo